VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vâng, xin chào các bạn. Bên cạnh dưới đây là chiếc Man E3 TX 4800 là cục Man có chất lượng đến từ châu Âu và đã khẳng định được giá trị của mình trên thị trường Việt Nam khi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực đến từ quý khách hàng. Và ấn tượng đầu tiên mà Nghĩa nhìn thấy cái cục Man này là thiết kế nhỏ gọn, sang trọng nhưng cũng rất là mạnh mẽ với màu đen và màu trắng chủ đạo. Và Nghĩa nghĩ không chỉ một mình Nghĩa mà có thể các bạn cũng đang có một cái đồng suy nghĩ là thích thú cái cục Man này. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính năng cũng như là chất âm mà cục Man này mang lại. Thiết kế của Man E3 TX 4800 tương đồng với những dòng Man TX khác của E3. Tổng thể của Man TX 4800 tạo cảm giác mạnh mẽ, nội lực. Các chi tiết trên thân Man đều mang vẻ hiện đại với chất liệu hợp kim nhôm. Mặt trước Man TX 4800 được bố trí các khe tản nhiệt. Các khe tản nhiệt chiếm diện tích hơn 50% bề mặt của Man. Ở giữa là hai nút điều chỉnh từng kênh của Man với dãy đèn LED bên cạnh thông báo các chỉ số ta điều chỉnh đạt đấy hay chưa. Mặt sau của Man TX 4800 được sơn đen tĩnh điện, bao gồm các đầu kết nối của Man với các loa và âm ly và đầu nối nguồn. Các đầu này được hàn chắc chắn bọc các nút nhựa màu đỏ hoặc là đen. Hai bên của Man TX 4800 cũng được sơn đen tĩnh điện như ở mặt sau. Các cạnh ở hai bên dài ra phía sau khoảng gần 5cm, giúp cho Man khi sắp đặt không bị quá sát vào tường. Về chất lượng âm thanh, các dãy âm ra loa nghe vang hơn, tiếng sạch và hay như những dòng crow của Mỹ. Đặc biệt hơn nữa là âm bass lại được cải thiện đáng kể. Hiệu suất làm việc của Man cũng được VIDA đánh giá khá tốt. Các lỗ thông hơi, tản nhiệt được bố trí hợp lý, phù hợp với công suất của Man. Man E3 TX 4800 hoạt động liên tục trong thời gian dài nhưng bề mặt vỏ Man vẫn mát. Ngoài ra, bên trong Man còn được tích hợp những mặt bảo vệ chuyên nghiệp giúp cho Man tự động ngắt không bị tình trạng quá tải, chập gập, nổ, hư hại Man và loa. Man E3 TX 4800 là dòng Man dùng cho sân khấu mini hoặc là phòng karaoke VIP. Chất âm nội lực với nhiều sự lựa chọn cho các mục đích sử dụng thì các bạn yên tâm đã chọn cho mình một sản phẩm vô cùng đúng đắn. Với mức giá chỉ 12 triệu đồng tại VIDA, các bạn còn được tặng thêm dây AV hoặc là jack Candan 6 ly trị giá 500 ngàn đồng. Ngoài ra các bạn còn được tặng thêm dịch vụ căn chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500 ngàn đồng. Và sau đây thì xin mời các bạn cùng đến với một số ưu và nhược điểm của sản phẩm. Về ưu điểm, thiết kế đẹp, ấn tượng, công suất lớn, các dãy âm ra loa sáng tiếng, sạch sẽ, hỗ trợ âm bass nội lực vang, 4 chế độ sử dụng với nhiều cách phối ghép. Nhược điểm của loa, giá thành khá cao, thích hợp cho những không gian lớn, đã xuất hiện hàng giả trên thị trường.